Người nổi tiếng TV, 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Triệu Lộ Tư và dàn mỹ nhân hoa ngữ đỏ sắc trong cảnh vén rèm xe. Trong phim ảnh hoa ngữ thường có cảnh mỹ nhân vén rèm xe, lộ dung nhan tuyệt mỹ khiến khán giả phải trầm trồ không thôi. Bản thân quần chúng thích ăn dưa cũng bị hấp dẫn bởi những phân cảnh này nè. Hãy cùng mình điểm lại xem sao nhé. Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong những tập đầu của Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây tranh luận vì kiểu tóc, râu tôm, dìm hàng hết nấc, làm lộ khuyết điểm gương mặt. Thế nhưng, ở phần sau của bộ phim, nàng mỹ nữ Tân Cương đã có màn thay đổi ngoạn mục, khiến dân tình phải suýt xoa không thôi khi thử xì tai dị vực. Đặc biệt là trong phân cảnh vén rèm này, trong Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy đến choáng ngợp đúng không cả nhà. Triệu Lộ Tư cũng góp mặt trong Trường Ca Hành. Triệu Lộ Tư mang đến cho khán giả một cảnh vén rèm hoàn toàn khác bọt. Với vẻ mong manh, nhu nhược, thấy mà thương, nàng thánh nữ xuyên không khiến biết bao trái tim phải lỡ nhịp nè. Ngoài ra, ở vũ trụ Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Triệu Lộ Tư cũng có cảnh vén rèm che, ló đầu ra khỏi xe ngựa khá ấn tượng. Xem ra người đẹp họ Triệu là đối thủ đáng gờm trong danh sách này đó nha. Triệu Lệ Dĩnh, hóa thân thành nữ chính trong Minh Lan truyện. Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả vì có tiến bộ trong diễn xuất. Thế nhưng, tạo hình của người đẹp này trong những tập đầu phim, lúc nhân vật Minh Lan lúc chưa xuất giá, lại không được đánh giá cao. Bởi lẽ, nữ hoàng rating CBiz bị lộ rõ vẻ tiều tụy, mệt mỏi trên gương mặt, trông không thiếu nữ cho lắm. Thử ngắm hình ảnh này của Minh Lan, Triệu Lệ Dĩnh mà xem, các bạn sẽ rõ ngay thôi. Lưu Thi Thi, với vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần, khí chất tao nhã, Lưu Thi Thi được cộng đồng mạng tung hô là mỹ nhân đạm như cúc của showbiz hoa ngữ. Với video gây thương nhớ, bà xã Ngô Kỳ Long luôn tỏa sáng trong bất cứ thử thách nhan sắc nào. Như trong Nữ Y Minh Phi truyện chẳng hạn, Lưu Thi Thi đã khiến bao người phải xuyến xao với khoảnh khắc vén rèm che đẹp đến quên sầu nè. Dương Mịch là mỹ nhân cổ trang nức tiếng của làng giải trí xứ Trung. Dương Mịch không ít lần thử đu trend đặc biệt. Thế nhưng không hiểu vì sao, những cảnh vén rèm của nàng tiểu hoa đáng 8X lúc nào cũng đong đầy tâm trạng thế này nhỉ. Angelababy, dù diễn xuất còn cần đặt dấu chấm hỏi nhưng nhan sắc của Angelababy lại là điều mà chẳng ai có thể phủ nhận được. Nữ diễn viên này đã cho chúng ta thấy là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, kể cả một động tác đơn giản như vén rèm che thôi cũng đủ hấp hồn rồi. Lưu Diệc Phi, tính ra thì Lưu Diệc Phi có khá nhiều vai diễn kinh điển trên màn ảnh nhỏ hoa ngữ. Thế nhưng nhân vật Triệu Linh Nhi do cô thể hiện trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp vẫn luôn là the best trong lòng mình. Ở bộ phim này, thần tiên tỷ tỷ có phân cảnh vén rèm khá ấn tượng, vừa khoe nhan sắc xinh đẹp, đầy linh khí lại còn thể hiện được nỗi lo lắng, u sầu của nhân vật nữa. Quan Hiểu Đồng, nói thật thì nàng khuê nữ quốc dân Quan Hiểu Đồng vốn không phải gu của mình. Thế nhưng, khi xuất hiện trong bộ phim Tôi Chính Là Cô Nương Như Thế, bạn gái Lộc Hàm lại khiến mình phải ngạc nhiên vì tạo hình cực hợp, nhan sắc lên hương ngùn ngụt, vượt trội hẳn so với trước đây. Đặc biệt là trong phân cảnh này, trông nàng tiểu hoa đáng 9X thật cuốn hút đúng không nào. Đàm Tùng Vận luôn khiến mình phải bất ngờ với khả năng ăn gian tuổi, dù đã ngoài 30 tuổi nhưng chẳng khác nào thiếu nữ mới 18, đôi mươi vậy. Như trong cảnh vén rèm này chẳng hạn, vẻ tò mò, tinh nghịch và không kém phần dễ thương của nữ diễn viên Cẩm Y Chi Hạ khiến biết bao người mê mẩn đến quên cả đường về luôn á. Đường Nghệ Hân vốn là ngọt muội được yêu thích nhất nhì của showbiz hoa ngữ hiện nay. Thế nhưng, nữ diễn viên lại bị đánh giá là chưa đủ tầm để hóa thân thành đệ nhất mỹ nhân tộc nữ chân Đông Ca trong Độc Bộ Thiên Hạ. Cá nhân mình cũng đồng ý với điều này nha. Dù vậy, diễn xuất của Đường Nghệ Hân trong phim cũng khá ổn áp, lột tả được cảm xúc của nhân vật. Như trong cảnh vén rèm này chẳng hạn, đôi mắt như có ngàn lời muốn nói của nàng Đông Ca, Đường Nghệ Hân xứng đáng được bắn tim đó. Ngô Giai Ni, chắc hẳn không ít khán giả sẽ thấy xa lạ với cái tên Ngô Giai Ni nhỉ. Theo mình hóng được thì người đẹp này là vợ cũ của Mã Cảnh Đào và từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ, Phong Thần Bản, Như Lai Thần Chưởng. Cá nhân mình cho rằng Ngô Giai Ni là đối thủ đáng gờm trong đường đua nhan sắc này với cảnh vén rèm cực kinh diễm. Các bạn có nghĩ vậy không nào? Ôn Bích Hà, với vẻ đẹp, phong tình vạn chủng trời cho, Ôn Bích Hà luôn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn qua từng ánh mắt, nụ cười, làm các đấng mày râu phải mê mệt không thôi. Khi đu trend vén rèm trên màn ảnh cổ trang, chị đẹp này nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả nhờ sức hút không chối từ. Trần Hiểu Hút, khi xem Hồng Lâu Mộng, mình vô cùng ấn tượng với khoảnh khắc Lâm Đại Ngọc Trần Hiểu Hút vén rèm lụa khi vừa đến nhà họ Giả. Có thể nói, đây là một trong những thước phim kinh điển trên màn ảnh hoa ngữ,
khiến netizen suýt xoa với dáng dấp cổ điển, dịu dàng, đúng chuẩn tiểu thư khuê các của Lâm Muội Muội, Trần Hồng. Sẽ là thiếu sót lớn nếu không gọi tên nàng điêu thuyền đẹp nhất Trần Hồng trong danh sách này. Với những màn vén rèm khoe sắc thắm đỉnh cao trên màn ảnh hoa ngữ, đệ nhất mỹ nhân đại lục khiến mình phải rất liêm sĩ luôn chứ chẳng chơi. Thử ngắm nhìn chiếc video chất lượng này mà xem, ai không mê cho được. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Thank you.